Theo báo Công an Nhân dân, ngày 12 tháng 11, Cơ quan Điều tra Công an huyện Đắc Minh, tỉnh Đắk Nông cho biết đơn vị đang phối hợp cùng với các cơ quan chức năng tiến hành lấy lời khai các bên liên quan để điều tra làm rõ việc hai nam học sinh dùng vật sắc nhọn nghi là dao tấn công hai nữ sinh bị trọng thương phải nhập viện cấp cứu vào sáng ngày 11 tháng 11. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8 giờ sáng ngày 11 tháng 11, sau buổi trao cơ đầu tuần tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Huệ, tại xã Thuận An, huyện Đắc Minh, nam học sinh TCU là học sinh lớp 9 cùng với bạn NXT là học sinh lớp 8 có xảy ra mâu thuẫn với hai bạn nữ, đó là học sinh DTKT và TTTC đều học lớp 9 cùng trường nên đã xông vào tấn công nhau. Trong lúc ẩu đả, MTCU có dùng một vật sắc nhọn nghi là dao tấn công liên tiếp nhiều nhát vào người em DTKT khiến em DTKT cục xuống sân trường. Cùng thời điểm, em Thờ cũng dùng vật sắc nhọn tấn công em TTT chờ gây thương tích. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, thầy cô đã đưa hai nữ sinh đến Trung tâm Y tế huyện Đắc Min để cấp cứu. Do em DTKT bị thương quá nặng nên đã được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên Đắk Lắc để điều trị. Trao đổi về vụ việc, một lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo huyện Đắc Minh cho biết, ngay sau khi vụ việc xảy ra, phòng đã yêu cầu hiệu trưởng trường trung học cơ sở Nguyễn Huệ báo cáo, nhưng do báo cáo chưa đạt yêu cầu nên đã yêu cầu báo cáo lại. Vị lãnh đạo này cho hay hiện phòng cũng đang tiến hành làm việc với cơ quan công an để nắm bắt thông tin, ghi nhận nhiều chiều. Cơ quan công an cũng đã làm việc với những người liên quan. Riêng về các em học sinh bị thương, phòng cùng với nhà trường cũng đã tiến hành thăm hỏi, động viên hai em. Báo điện tử VOV đưa tin, ngày 10 tháng 11, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị đã bắt giữ đối tượng Tôn Mậu Lâm, 29 tuổi, về hành vi cướp tài sản. Cụ thể, vào lúc 23 giờ ngày 9 tháng 11, tại siêu thị trên phố cũ, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, xảy ra vụ cướp tài sản. Theo đó, đối tượng Lâm đã sử dụng máy phiên dịch để nói chuyện với nhân viên cửa hàng. Sau đó, đối tượng dùng một con dao nhọn uy hiếp nhân viên thu ngân cửa hàng, mở ngăn chứa tiền và đã cướp đi một lượng lớn tiền mặt. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, đội cảnh sát hình sự phối hợp cùng với đội an ninh, công an thành phố Cao Bằng truy tìm đối tượng trong đêm và đã phát hiện bắt giữ đối tượng khi hắn đang ở khu vực tổ 3, phường Ngọc Xuân, thành phố Cao Bằng. Đối tượng bị bắt chỉ sau 10 tiếng đồng hồ từ khi xảy ra vụ việc. Bước đầu xác định, Tôn Mậu Lâm thường trú tại thành phố Tân Ngư, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Cơ quan điều tra thu giữ được vật chứng gồm một con dao nhọn, một máy phiên dịch và số tiền đối tượng cướp được cùng một số đồ vật khác có liên quan. Tại cơ quan công an, Tôn Mậu Lâm đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Lâm khai, ngày 8 tháng 11, y đã tự nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và thực hiện hành vi nêu trên. Hiện công an thành phố Cao Bằng đang tiếp tục xác minh, phối hợp với cơ quan chức năng hoàn tất các thủ tục để chuyển phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh điều tra giải quyết. Báo Công an Nhân dân đưa tin ngày 10 tháng 11, theo một nguồn tin của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk cho biết, các lực lượng chức năng đã hoàn tất việc đưa xác máy bay IAK-130 ra khỏi vườn quốc gia Dốc Đôn, xã Cà Đông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk và vận chuyển về tỉnh Khánh Hòa. Việc vận chuyển xác máy bay IAK-130 được thực hiện từ 19 giờ tối ngày 9 tháng 11. Hiện các lực lượng đã rút khỏi hiện trường, nơi phát hiện xác máy bay IAK-130, nguồn tin này thông tin. Như báo Công an Nhân dân đã thông tin, vào ngày 7 tháng 11, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắc nhận thông tin từ Trung đoàn Không quân 940 thông báo máy bay huấn luyện IAK-130 nghi rơi ở địa phận tỉnh Đắk Lắc. Tuy nhiên, chưa xác định được vị trí máy bay rơi ở xã Ea bung huyện Ea súp hay ở xã Na, huyện Bôn Đôn. Máy bay quân sự IAK-130 số hiệu 210D được Trung đoàn Không quân 940, Trường Sĩ quan Không quân, Quân trưởng Phòng không Không quân tổ chức bay huấn luyện ngày tại sân bay Phú Cát, tỉnh Bình Định, bay bài 208 đường dài không vực xuyên mây trong điều kiện khí tượng phức tạp. Chuyến bay do Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Không quân 940 bay buồng trước và Thượng tá Nguyễn Hồng Quân, chủ nhiệm bay Trung đoàn Không quân 940 bay buồng sau. Máy bay cất cánh lúc 9 giờ 55 phút ngày 6 tháng 11 đến 10 giờ 38 phút khi kết thúc bài bay về hạ cánh, phi công báo cáo tình trạng máy bay thả càng không ra, đồng thời thực hiện các biện pháp xử lý tình huống thả càng khẩn cấp nhưng vẫn không được. Phi công đã báo cáo chỉ huy bay và được phép nhảy dù. Hai phi công đã nhảy dù lúc 10 giờ 51 phút tại khu vực trường bắn TB2, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Quân chủng phòng không không quân đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng của quân khu 5 và các địa phương khẩn trương tổ chức lực lượng, phương tiện, tìm kiếm cấp cứu mặt đất và trên không. Đến đêm ngày 6 tháng 11, Đại tá Nguyễn Văn Sơn và Thượng tá Nguyễn Hồng Quân đã được tìm thấy đưa xuống núi an toàn. Ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk cùng Bộ đội Biên phòng tỉnh, dân quân tự vệ địa phương, lực lượng kiểm lâm cùng hàng trăm người dân địa phương phối hợp cùng trường sĩ quan không quân, trung đoàn không quân 940 và các đơn vị chức năng tổ chức lực lượng phương tiện tìm kiếm. Đến khoảng 14 giờ 30 phút chiều ngày 8 tháng 11, xác máy bay IAK 130 đã được tìm thấy tại tiểu khu 428 thuộc vườn quốc gia Dốc Đôn, huyện Buôn Đôn, nằm cách trạm kiểm lâm số 9, vườn quốc gia Dốc Đôn khoảng 1 km, nằm cách đường tỉnh lộ 1 khoảng 500 m. Do vị trí máy bay IAK 130 rơi là khu vực rừng rậm nhiều tán cây nên máy bay chỉ bị vỡ nát nhiều mảnh chứ không bị cháy. Ngay sau khi phát hiện xác máy bay, lực lượng của Trung đoàn Không quân 940 đã tiến hành tháo hộp đen đưa về sân bay Phú Cát, tỉnh Bình Định để phục vụ công tác điều tra, đồng thời cắt cử lực lượng bảo vệ nghiêm ngặt hiện trường để thu dọn tháo rỡ các bộ phận máy bay cũng như mảnh vỡ di chuyển về phục vụ công tác điều tra. Ngày 10 tháng 11, nguồn tin báo dân Việt cho biết, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, công an thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ diễn viên Andre Aiba, 29 tuổi, còn có tên gọi là Nguyễn Thị An hay An Tây để điều tra hành vi liên quan đến việc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Chiều ngày 9 tháng 11, cảnh sát kiểm tra căn hộ tại trung cư ở thành phố Thủ Đức phát hiện Andre Aiba cùng một số bạn bè có biểu hiện sử dụng ma túy. Kết quả test nhanh xác định Andre Aiba dương tính với chất ma túy và bị tạm giữ. Ngoài ra, công an quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh cũng đang phối hợp với các đơn vị liên quan đang điều tra vụ ca sĩ Chi Dân cùng một số người khác nghi dính líu đến ma túy. Nam ca sĩ này bị lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện nghi vấn có liên quan đến ma túy tại một địa chỉ ở quận Tân Bình. Trước đó, mạng xã hội xôn xao hình ảnh ca sĩ Tri Dân bị chụp cùng với chiếc que kiểm tra ma túy. Nhiều người đồn đoán nam ca sĩ bị bắt khi sử dụng ma túy. Đây không phải lần đầu Tri Dân bị đồn đoán dính đến chất cấm này. Andre Eba sinh năm 1995, quốc tịch Tây Ban Nha. Cô nói thành thạo tiếng Anh, tiếng Việt và Tây Ban Nha. Cô đã tham gia vào nhiều dự án người mẫu và chương trình truyền hình, đồng thời cũng xuất hiện trong một số bộ phim và MV ca nhạc tại Việt Nam. Andrea gây ấn tượng với khán giả Việt Nam không chỉ nhờ ngoại hình mà còn vì khả năng nói tiếng Việt lưu loát và sự hòa nhập vào văn hóa Việt Nam. Còn Chi Dân, tên thật là Nguyễn Trung Hiếu, là một ca sĩ nhạc sĩ nổi tiếng tại Việt Nam. Chi Dân sinh năm 1989 tại Kiên Giang, nổi tiếng với loạt bài hit như Người tôi yêu, 1234, Điều anh biết và Làm vợ anh nhé. Thông tin từ báo VietnamNet, bão Toraji đang trên vùng biển phía đông đảo Luzon Philippines và hướng vào biển Đông, khả năng trở thành bão số 8 trong ngày 12 tháng 11. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa phát bản tin mới nhất về diễn biến cơn bão gần biển Đông, khả năng trở thành cơn bão số 8 trong năm 2024. Theo đó hiện nay, cơn bão có tên quốc tế là Toraji đang hoạt động trên vùng biển phía đông đảo Luzon Philippines. Lúc 7 giờ sáng nay, ngày 10 tháng 11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,1 độ Vĩ Bắc, 126,9 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông bắc đảo Lưu Dông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, 89 tới 102 km h giật cấp 12, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15 tới 20 km h Dự báo khoảng ngày 12 tháng 11, bão Toraji di, di chuyển vào Biển Đông với sức gió mạnh cấp 9, giật cấp 11. Như vậy, ngay sau khi bão số 7 suy yếu và tan, thì Biển Đông đón bão số 8. Từ 72 giờ đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, sau đó có khả năng đổi hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15 km, cường độ tiếp tục suy yếu thêm. Từ đêm nay, thời tiết vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông, gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, sóng biển cao 2-4 m vùng gần tâm 4-6 m biển động rất mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của rông lốc, gió mạnh và sóng lớn. Báo Tiền Phong đưa tin, từ sáng nay ngày 10 tháng 11, cơn bão số 7 bão Diên Sinh đã bắt đầu đổi hướng đi về phía Tây Nam thay vì phía Tây. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia của nước ta, lúc 7 giờ sáng nay, tâm bão số 7 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 330 km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất gần tâm bão là khoảng 144 km h cấp 13, gió giật 216 km h cấp 17. Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản JMA, như vậy đây vẫn là cơn bão rất mạnh. Theo các dự báo hiện tại của JMA và Trung tâm Cảnh báo bão Liên hợp JTVC của Mỹ, bão số 7 sẽ đi về hướng phía nam trung bộ nước ta và sẽ đi vào đất liền chứ không tan trên biển. Khi đổ bộ ở khoảng khu vực tỉnh Bình Định vào khoảng ngày 12 tháng 11, bão số 7 hoặc tàn dư của nó vẫn có sức gió là 55 tới 64 km h tức là cấp 7 tới cấp 8, có khả năng gây mưa vừa ở các tỉnh thành ven biển nên người dân lưu ý sắp xếp các kế hoạch công việc phù hợp. Cũng trong ngày 12 tháng 11 hoặc có thể là từ ngày 11 tháng 11, dự báo Biển Đông sẽ đón bão Toraji và trong trường hợp đó, Toraji sẽ trở thành cơn bão số 8 theo cách gọi của nước ta. Hiện tại, bão Toraji ở Philippines, gọi là bão Nika, đang ở cách thủ đô Manila, Philippines, khoảng 635 km về phía đông. Có sức gió là 110 km h cấp 11, gây sóng cao tối đa là 7,6 m, theo JTWC. Cơn bão này lại đang đi về hướng phía bắc Philippines, nơi đón bão mạnh dồn dập trong thời gian gần đây. Chami, Công Đây và Jin Sinh Bão Toraji cũng có thể giảm cường độ sau khi vào biển Đông, tuy nhiên bão thì liên tục thay đổi nên người dân lưu ý không chủ quan mà thường xuyên cập nhật thông tin để phòng chống thiên tai hậu quả. Thông tin từ VTC News, bão số 7 đã giảm cường độ sau khi bất ngờ tăng lên cấp 14, cấp 15, giật trên cấp 17 ở biển Đông. Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, lúc 4 giờ ngày 10 tháng 11, vị trí tâm bão số 7 bão Diên Sinh trên vùng biển phía tây bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 335 km về phía bắc đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, 150 tới 166 km h giật cấp 17. Bão di chuyển theo hướng tây, tốc độ khoảng 5 km/h. Trong 24 giờ tới, bão số 7 trên vùng biển phía Tây Bắc, khu vực Bắc biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 145 km về phía Bắc, đổi hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được 5 tới 10 km suy yếu. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 giật cấp 13. Khoảng 4 giờ ngày 12 tháng 11, bão trên vùng biển Quảng Trị đến Quảng Ngãi tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Nam, tốc độ 10 tới 15 km/h, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 4 giờ ngày 13 tháng 11, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Tây Nguyên di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ từ 10 tới 15 km h suy yếu thành vùng áp thấp. Trên biển, ngày và đêm ngày 10 tháng 11, vùng biển phía Tây, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, gió mạnh cấp 8 đến cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12 đến cấp 15, giật trên cấp 17, sóng biển cao 4 tới 6 m vùng gần tâm bão 7 tới 9 m vùng biển từ Khánh Hòa đến Bà Rịa Vũng Tàu, ban ngày gió mạnh cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7, biển động, đêm gió giảm dần. Khu vực Tây Bắc biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa có mưa bão, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 cấp 8. Ngày và đêm ngày 11 tháng 11, vùng biển phía Tây, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, gió mạnh cấp 6 đến cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9 đến cấp 11, giật cấp 14, biển động dữ dội, sóng biển cao từ 3 tới 5 mét, vùng gần tâm bão 5 tới 7 mét. Phía đông, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao 3-5m. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua, mạnh cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh, sóng biển cao 2-4m, tới vùng gần tâm bão 3-5m. Báo Lao động đưa tin, Cơ quan Thời tiết Philippines Pagasa trưa ngày 9 tháng 11 đã phát hành bản tin cảnh báo đầu tiên về áp thấp nhiệt đới Nika. Hệ thống mới nhất dự báo mạnh lên thành bão ngay sau bão Mace, tên quốc tế là bão sinh Bản tin cập nhật về áp thấp nhiệt đới mới gần biển đông cho biết vùng áp thấp ở phía đông của Đông Nam Luzon đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới Nika. Tầm áp thấp nhiệt đới Nika đang cách Đông Nam Luzon 1.145 km. Áp thấp nhiệt đới gần Philippines này đang di chuyển về phía tây với tốc độ là 30 km/h. Sức gió duy trì tối đa của áp thấp nhiệt đới này là 55 km h gần tâm và gió giật lên đến 70 km h Các nhà dự báo bão của Pagasa nhận định Nika dự kiến di chuyển về phía Tây Tây Bắc trong suốt thời gian dự báo. Áp thấp nhiệt đới mới nhất đang mạnh dần lên và có thể thành bão Nika vào sáng ngày 11 tháng 11 trước khi đổ bộ lần đầu. Cơn bão Nika dự kiến đổ bộ Isabella hoặc Aurora Philippines ngay khi vừa tăng cấp thành bão. Dự báo bão Nika sẽ suy yếu trong quá trình đi qua Philippines do tương tác với địa hình của đất liền lưu rồng, nhưng Nika vẫn sẽ là một cơn bão nhiệt đới mạnh. Nika sẽ là cơn bão số 14 của Philippines trong mùa bão năm 2024. Đây cũng là cơn bão nhiệt đới thứ hai ở Philippines trong tháng 11 sau bão sinh Sau khi càn quét Philippines, bão Nika sẽ đi vào Biển Đông trở thành cơn bão số 8 ở Biển Đông trong năm nay. Dự báo sáng ngày 12 tháng 11, bão Nika đang di chuyển ở Biển Đông, cách Bắc Notan, La Union, Philippines, 170 km về phía Tây. Tới ngày 13 tháng 11, cơn bão mới nhất chắc chắn sẽ rời khỏi khu vực dự báo PAR của Philippines. Áp thấp nhiệt đới Nika là một trong hai hệ thống dự kiến mạnh lên thành bão gần Philippines đang được Pagasa theo dõi. Hệ thống còn lại là áp thấp 11C. Dự báo áp thấp này có khả năng trung bình sẽ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trong vòng 24 giờ tới.